Chào anh em nha, giới thiệu cho anh em cái Yamaha FJ301 nha anh em. Cái FJ301 này, series này là series cao nhất của thằng 301 luôn. Dòng này nó sẽ lưng nha anh em, 301 mà nó sẽ lưng. Nó giống như kiểu 401 nha anh em, sẽ lưng sau, cẩm nha. Lưng đẹp nè, tớp đẹp nè. Nó có một vài vết xước rất là nhỏ, nó nhỏ đến mức mà nhiều khi mình nhìn thoáng qua mình nhìn không thấy luôn nha anh em. Cần nó chạy tuốt rất là đẹp, nè đầu cần. Vấn đề của cây này là chút xíu cái chỗ cái lưng của đàn nha. Cái lưng của cái cần này, cái lưng của cần này nó hơi bị xước xước do là cái người chơi trước ở bên Nhật á, là họ xài cái cabo kẹp, mà bên Nhật họ xài cabo kẹp mà nó có cái đầu bằng thép á, cho nên nó kẹp đằng sau nó hơi có cái dấu kẹp của cái cabo nha. Chỉ như đó thôi, còn lại là cái đàn ok hết nha anh em. Đàn này mình bán với giá là 4.500.000 kèm với cái hộp, kèm với cái khay của đàn á. Khay khá ok nha anh em, khay khá tốt. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi nha. Rồi anh em coi gần nè. Giống như mình nói anh em á, cái tớp nó rất là đẹp nha anh em. Cái vết này vết xước nhỏ xíu xiu luôn. Rất là nhỏ nha anh em, nó ở ngoài lớp sơn nha, nó chưa có vô gỗ nha anh em. Bên đây cũng vậy. Rất là nhỏ, lờ mờ vậy thôi nha. Chỉ như đó thôi anh em. Còn lại là đẹp, eo đẹp nè. Đây, coi, xước nhỏ xíu nha. Nhỏ xíu xiu. Eo đẹp. Lưng cũng đẹp luôn nha anh em. Lưng nè trời, nó sẽ cái tấm nhìn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Còn cái này là giấy khai sinh của nó, gỡ ra dán như đây nhìn nó đã đẹp hơn. Thì thường thường Yamaha nó có cái mã của mã code mà. Đó đây nè đó. Đây cái cần mình nói với anh em nè, là do cái cabo họ kẹp á anh em, cabo kẹp. Cái loại cabo này mình mua đàn Nhật về họ hay có kèm theo cho mình, giống như mình chả dám xài đâu, xài mấy đó nó hay bị vậy nè đó. Đó, nó hay bị xước xước này, còn lại là không bị gì nha anh em nha. Không bị gì nha. Đây Yamaha, khóa Yamaha luôn. Tem mát ngon lành nha. Cần phím cây đàn là rất là ok luôn. Để mình đo cái action cho anh em coi. Đây action cây đàn rất là tuyệt vời. Thấp nha anh em. Nè dây 1, dây 6. Ok nha. Mình sẽ test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Mấy dòng này âm nó cực kỳ hay. Cấu hình nó cao anh em, series cao à. Cần phím ok nha anh em, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào nha. Mình sẽ rải hợp âm, rải đều, rải nhẹ để anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của nó nha. Âm cái mấy cái này tuyệt lắm anh em. Anh em nghe thấy không, âm rất là tuyệt vời nha anh em, âm tuyệt lắm luôn. Từ series này là series 301 nhưng mà nó là cái dòng cao nhất thì nó mới xẻ lưng nha. Mấy dòng kia anh em thấy không, dòng 301 khác nó không có xẻ lưng đâu, lưng nó lưng một tấm bình thường thôi, dòng này nó xẻ lưng nha. Ok nha anh em nha. Cái đàn này ngoại trừ một vài vết sơ sơ ở cái cần này ha, còn lại nó là khá đẹp nha anh em. Đàn rất là đẹp. Mình bán với giá là 4.500.000 kèm với hộp nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em nhiều nha.